lắng nghe chương trình sinh hoạt tu học chuyên sâu của quý tôn đức ni tại trường hạ chùa Vĩnh Phước. Thì đoàn 7 ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 vị hòa thượng và 2 thượng tọa vô cùng hoan hỷ. Chương trình tu học thì gồm có kinh luật luận do quý thượng tọa, quý ni trưởng phụ trách. Thì chúng tôi tin chắc rằng đó sẽ giúp cho các sư cô trẻ lớn mạnh trong việc học Phật, tu Phật và làm hành trang cho việc làm Phật sự về sau này. Thì chùa Vĩnh Phước này đó, đối với chúng tôi thì nó có cái thân tình. Lúc đi trưởng Như Hoa thì chúng tôi cũng đến đây nhiều lần. Sau khi đi trưởng Viện Tịch cũng tới đây thuyết giảng. Lần quay trở lại này đó thì thấy chùa phát triển rất là trang nghiêm, rất là hoan hỷ. Thì nhân dịp này thay mặt và thay lời quý hòa thượng trong đoàn thì tôi xin gửi một vài ý để quý sư cô trẻ cùng suy gẫm. Thứ nhất, vai trò vượt trội của đi đoàn so với các tôn giáo khác. Thì vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, khi Đức Phật mở ra con đường tỉnh thức mới, thì khoảng 6 năm sau khi Ngài giác ngộ ở tuổi 41 đó, thì Đức Phật đã thành lập ni đoàn tại Vesali. Thì trong văn hóa và tôn giáo Ấn Độ cổ đại, và cụ thể là luật Manusmriti, quy định đó, người nữ đó có thuyết tam tòng, mà về sau này tại Trung Hoa thì cái thuyết đó cũng tương đồng một cách tình cờ hoặc là có tham khảo. Thứ nhất, khi chưa lấy chồng đó, con gái lệ thuộc vào cha. Thứ hai, khi lên xe hoa đó, người vợ lệ thuộc vào chồng. Thứ ba, nếu chẳng may chồng mất sớm đó, người mẹ sẽ lệ thuộc vào con trai trưởng. Và luật Manu kết luận lại, trong một kiếp người đó, người nữ không được quyền độc lập. Thì với cái nền tảng văn hóa đó đó, cái vai trò người nữ ở trong gia đình đó, nó gồm có thứ nhất là chăm sóc bao tử chồng con và gia đình chồng. Thứ hai là chăm sóc hạnh phúc cho chồng. Và thứ ba đó là giáo dục, phân công lao động để mà nuôi dưỡng con em tại nhà, đang khi người chồng đó là trụ cột kinh tế. Thì với cái vai trò văn hóa và cái quy định của Đà Bà La Môn, nay gọi là Đạo Ấn Độ, thì vai trò phụ nữ không có cơ hội để được nâng cao. Cho nên khi thành lập giáo đoàn ni, thì Đức Phật đã theo một cái cách nói mà của hiện đại bây giờ, đó là tạo ra cái thuyết bình đẳng giới để giúp cho các vị nữ mà vai trò xã hội bao gồm là Chư Đà La và Thủ Đà La, tức là đái của xã hội, cũng có cơ hội trở thành thánh nhân. Thì tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ đó là một minh chứng về các cái bài thiền kệ chứng đắc quả vị A-la-hán của ni đoàn. Và đó là một cái minh chứng sâu sắc hơn rằng là học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật nó không chỉ đơn thuần là bình đẳng giữa nam và nữ, mà ở cái vai trò cao nhất là trở thành thánh nhân ở cấp bậc thánh A-la-hán. Thì các sư cô được xuất gia trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật, chúng ta đã có cái cơ hội vượt trội hơn người nữ trong các tôn giáo khác. Và đây là điều mà chúng ta cần phải vui mừng để tận dụng và phát huy. Điều thứ hai đó là đóng góp của ni giới trong bối cảnh xã hội. Vào những thập niên đầu của thế kỷ thứ nhất thì ni giới tại Việt Nam cũng đã có mặt. Và cái dòng truyền thừa của ni đoàn Phật giáo Việt Nam chưa từng bị đứt quãng. Thì tác phẩm về ni giới thì có ni trưởng Như Đức viết rất là sâu. Thì rất mong các sư cô đó, mỗi người phải có một bản để đặt
và mình noi cái tấm gương của các bậc ni trưởng trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam mà thời cận đại này đó, về phương diện đạo hạnh thì bên các bậc cao ni thì chúng ta đã khỏi bàn rồi, rất là đáng được trân trọng. Nhưng về đóng góp trí tuệ và lĩnh vực trước tác dịch thuật đó thì chúng ta có ni trưởng Như Thanh chùa Quỳ Lâm để lại cho đời rất nhiều tác phẩm đẳng cấp. Còn gần hơn đó thì có ni trưởng Chí Hải, mặc dù qua đời ở tuổi 60 hoài do tai nạn giao thông, cũng đã đóng góp cho đời đó là gần 100 tác phẩm sáng tác và dịch thuật về Phật học có giá trị. Ni trưởng Như Đức cũng có nhiều tác phẩm đẳng cấp và nhiều vị khác. Thì vào năm 2006, khi chúng tôi được làm phó tổng thư ký đặc trách về cải cách dân sự Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chúng tôi có đề xuất với trưởng lão Thích Minh Châu, viện trưởng sáng lập của học viện, về việc cho phép các vị ni tham gia giảng dạy. Thì ông Bát Kính Pháp đó, và cái quy định giới luật là mỗi nửa tháng thì ni giới phải thỉnh giáo giới từ tỳ kheo ni, từ các vị tỳ kheo được tăng đoàn phân cử. Thì cái đó nó có bối cảnh văn hóa của xã hội Ấn Độ, như đã nói, người nữ không được quyền đi học, chỉ gắn liền với cái công việc gia vụ của gia đình thôi. Do đó nó là phần lớn là đọc chữ không được, thất học, nên cái nhu cầu về giáo giới đó đặt ra là không thể thiếu. Còn trong cái bối cảnh xã hội của Đạo Phật thì những vị ni sau khi đi xuất gia là được về học luật, rồi học thiền, học kinh, đó là học tam học đồng đẳng như là các vị tăng. Cho nên cái sự tăng trưởng về tuệ giác, thực tập thiền định và giữ gìn giới hạnh đó thì cũng không thua kém các vị tăng. Do đó sau khi hoàn tất các chương trình học thì các vị ni đó có cơ hội để được giảng dạy. Thì sau hai buổi thảo luận cũng rất là gay gắt, thì cuối cùng trưởng lão Thích Minh Châu đã cho phép các vị ni được tham gia giảng dạy. Thì đó là một cái cuộc cách mạng rất là quan trọng về giáo dục Phật giáo. Vì chúng tôi nghĩ rằng là có thêm cái sự đóng góp của chư ni thì chắc chắn là sẽ làm cho Phật giáo nó sẽ thịnh hơn, thay vì nó chỉ là công việc của tăng đoàn. Và cái lý luận của chúng tôi lúc đó đó là tại sao có nhiều vị giảng viên là Phật tử được giảng dạy cho chư tăng, rồi có các giảng viên nữ không phải là Phật tử, thậm chí cũng không có đạo, hay là đi theo một cái chủ trương triết học và chính trị khác mà vẫn được phép giảng dạy, đang khi ni đó thì cao hơn cư sĩ Phật tử mà lại không được. Cho nên nó có cái gì đó nó chưa được hay. Thì cuối cùng đó là việc đó được thông qua. Thì hiện nay thì cái mô hình này được nhân rộng ở rất nhiều các học viện ở Hà Nội, ở Huế, rồi ở các trường cao đẳng và các cái trường trung cấp Phật học Việt Nam. Thì trên nền tảng đó đó thì rất mong các sư cô trẻ đó hãy nỗ lực. Cái quyền đồng đẳng chúng ta đã có, cái cơ hội để giảng dạy chúng ta không có thiếu. Thì cái thiếu đó, đó là cái tinh thần dấn thân nhập thế năng động. Thì ni đoàn thì vẫn còn rất nhiều các cái giới hạn. Về thành tích điểm hạng trong lúc học các trường trung cấp, cao đẳng, rồi học viện của bốn cơ sở trên toàn quốc đó, thì chưa đi đó là đứng từ hạng 2, thậm chí là hạng nhất cho đến hạng 10, không có thiếu, nhiều hơn là chưa tăng. Nhưng mà ra để hành đạo đó thì cái tính năng động thì chưa có. Cho nên bốn việc sau đây cần phải đầu tư. Thứ nhất là tham gia vào giáo dục Phật học. Thứ hai đó, giảng kinh thuyết pháp cho cộng đồng tại gia. Thứ ba, trước tác sách Phật học như các bậc cao ni trong quá khứ. Vì cái này đó nó mang tới cách là dẫn đạo và giúp cho cái vai trò đạo sư của ni giới được phát huy. Và thứ tư đó, là dịch thuật sách, là ai có năng lực chữ Hán thì dịch sách là tiếng Trung. Cái nguồn sách này nó cực kỳ phong phú, không có cái gì mà không có, từ các cái bản sớ giải, kinh luật luận, tiêm thích chú, tức là nó có nhiều cái cấp sớ giải khác nhau. Còn Bali thì nó có Atthakatha, chú giải kinh,
rồi Tika là chú giải, là chú giải kinh, Mula là chú giải, là chú giải của cái bản đó. Thì nó có nhiều cái cấp bậc chú giải khác nhau. Thì biết tiếng Anh, chúng ta sẽ dịch những cái tác phẩm Phật học bằng tiếng Anh cũng không thua kém gì tác phẩm Phật học bằng tiếng Trung. Và hai cái nguồn ngôn ngữ này nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận được những cái phát hiện mới, những đóng góp mới được công bố trên toàn cầu. Bây giờ là nghiên cứu rất là dễ so với là hai thập niên trở về trước. Nên là do đó các sư cô phải nhớ cái vai trò quan trọng của tăng ni là làm đạo sư, và tất cả các việc khác là cái việc phụ. Nếu không làm cái vai trò đạo sư mà làm các việc khác là làm lộn vai trò. Chúng ta phải nhớ cái đó để mà phát huy. Và điều cuối cùng đó là cần phải tổ chức các khóa tu, rồi tham gia các cái hoạt động nhập thế. Các khóa tu thì tổ chức tại chùa, ngoài cái chương trình tu học vào ngày Sóc Vọng Rằm vào mùng 1, chúng ta nên mạnh dạn sử dụng ngày cuối tuần. Vì lúc đó đó giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh mới có cơ hội đến chùa. Còn nếu mà làm vào ngày rằm, ngày mùng 1, phần lớn là vô ngày hành chánh, không đi được. Như vậy nó sẽ dẫn đến tình trạng là lão hóa dân số Phật giáo. Tới chùa toàn là ông già, mà phần lớn là bà già, từ U60 cho đến U80. Còn cái tuổi trẻ thì không có. Và nếu mình làm đạo mà chỉ có phục vụ cho những người già, những người thất nghiệp, mà không có những cái thành phần cao cấp của xã hội, của đất nước đó, thì cái thực tế và cái chất lượng phụng sự của chúng ta nó không cao, nó chưa đạt yêu cầu. Cho nên để chứng minh những cái vai trò của mình đó, thì chưa đi phải viết sách, dịch thuật, giảng kinh, thuyết pháp, mở khóa tu và tư vấn tâm lý. Đây là năm phương diện. Nếu như chúng ta không năng động nhập thế thì không có đổ lỗi cho ai, vì giáo hội Phật giáo Việt Nam có một cái cơ chế giúp cho ni phát triển rất là tốt. Chỉ có một vài cái vai trò là chưa đạt được thôi. Còn ở 13 ban ngành trung ương của giáo hội không có ban nào không có. Ở cái cấp phó ban có, và các ban trị sự cấp tỉnh cũng là phó ban trị sự tỉnh, rồi cũng phó ban phó hiệu trưởng, rồi ngay cả học viện cũng có là phó viện trưởng là ni. Thì cái cơ hội đồng đẳng đó là rất khó có nước nào đạt được như thế. Vấn đề còn lại là chúng ta phải tận dụng để đóng góp thôi. Và nếu như học xong rồi chỉ lo chuyên tu, làm mây tre lá, là làm bánh để bán đồ chai, thì thà chúng ta ở ngoài đời nó tốt hơn. Vì là ngoài đời mình có thể tạo ra cái doanh thu nó lớn gấp trăm lần như thế. Cho nên khi mình đi tu phải nhớ cái vai trò làm đạo sư. Thì cũng rất mong quý đi trưởng, lãnh đạo ở phân ban đi giới trung ương, phân ban đi giới thành phố và các tỉnh thành cũng phải thấy được cái vai trò đó, nhờ cái sự dẫn dắt và khai sáng của Đức Phật Thích Ca, để giúp cho người nữ sau khi đi tu rồi phải trở thành một con người khác. Và cái con người khác đó phải là đạo sư về thiền, rồi giới và tuệ, để giúp cho cộng đồng. Nhân dịp này, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vô cùng tán dương và hoan hỷ trước cái chương trình tổ chức tu học rất bài bản trong 3 tháng an cư mùa mưa năm 2024. Kính chúc quý đi trưởng, ni sư, các sư cô thân khỏe tâm an và pháp lạc viên mãn. Đồng thời thành kính tri ân quý thượng tọa ban trị sự Phật giáo quận 12 trong ngày sáng hôm nay đó là dành gần như hết trọn thời gian cho phái đoàn của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Sự tận tâm tận tình của quý thượng tọa đại đức làm cho phái đoàn rất là cảm kích, quên đi các cái mệt nhọc. Chúc tất cả được an lành, Phật sự hanh thông. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.